Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Trong đêm nay và ngày mai, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay không mưa, sáng sớm mai có nơi có mù nhẹ, ngày nắng có nơi nắng nóng, với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước lên theo triều, dự báo ngày mai 9 tháng 1, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là 1,28m, tại trạm Bến Lức là 1,39m, tại trạm Mộc Quá là 0,71m. Trong ngày có hai lần xuất hiện với khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ và 16 giờ đến 18 giờ. Riêng Mộc Quá đỉnh triều xuất hiện vào lúc 7 giờ đến 9 giờ và 14 giờ đến 16 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An, theo dự báo độ mặn các sông lên theo triều. Dự báo ngày mai 9 tháng 1, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ, cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 6,8 g trên lít. Tại trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông, cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 0,3 g trên lít. Tại trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 0,1 g trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 23 km trên sông Dàm Cỏ thuộc xã Phước Đông, huyện Cần Đước và ranh giới độ mặn 1 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 37 km trên sông Dàm Cỏ thuộc địa phận xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, trời se lạnh, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, đêm nay cũng không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.